cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư, khoa học công nghệ đã có vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu. Năm 2023 được huyện Đoàn Đồng Hỷ xác định là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Tháng thanh niên năm 2023 mang chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Có thể thấy đây là quyết tâm lớn của tổ chức đoàn các cấp, trong đó có huyện Đoàn Đồng Hỷ về việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò thế mạnh của thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn xã Văn Hán đã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và người dân về chuyển đổi số. Đoàn xã đã chủ động cụ thể hóa chuyển đổi số thành các mô hình, các công trình, các phần việc của đoàn viên thanh niên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đoàn xã đã triển khai và thực hiện kết quả cụ thể như sau. Với tổ chức đoàn, đoàn xã đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên cài đặt ứng dụng Si Thái Nguyên và ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Qua các ứng dụng, đoàn viên thanh niên được cập nhật các thông tin, chia sẻ các thông tin, tham gia các cuộc thi trực tuyến. Đoàn xã phát huy trang fanpage Tuổi trẻ Văn Hán với trên 2.000 lượt theo dõi. Trang fanpage Văn Hán quê tôi do Hội Liên hiệp Thanh niên quản lý với gần 8.000 lượt theo dõi. Đặc biệt, trong tháng 3, đoàn xã đăng ký thành công tài khoản OA Zalo để cập nhật các tin tức mới nhất của Tuổi trẻ Văn Hán, cập nhật tài liệu sinh hoạt chi đoàn, hội, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông qua tài khoản Zalo Tuổi trẻ Văn Hán, các thành viên cũng có thể đăng ký ý tưởng sáng tạo về hoạt động đoàn và được hỗ trợ 24/7 và tạo thành công 5 mã QR số hóa để giới thiệu các địa chỉ đỏ trên địa bàn xã. Đoàn xã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNID, ứng dụng địa chỉ số, ứng dụng VPFP, ngân hàng chính sách xã hội. Đoàn xã sử dụng trang quản lý đoàn viên.đoanthanhniên.vn để quản lý các đoàn viên như bổ sung đoàn viên mới kết nạp, chuyển đến, chuyển đi, hết tuổi đoàn. Đoàn xã áp dụng chuyển đổi số để họp trực tuyến, triển khai các văn bản, các công việc trực tuyến, các chi đoàn họp triển khai công việc trực tuyến, qua đó công việc triển khai hiệu quả hơn. Chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn, hội giúp tổ chức đoàn, hội giải quyết các công việc nhanh, thuận tiện hơn, tạo ra cho đoàn viên thanh niên tính tư duy, năng động, sáng tạo, giúp gắn kết đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Qua chuyển đổi số, đoàn thanh niên thể hiện được vai trò xung kích, tiên phong và hội nhập. Để đạt được kết quả đó là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên kịp thời của huyện Đoàn Đồng Hỷ, sự tin tưởng và giao nhiệm vụ của cấp ủy đảng, tính trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, đó là hệ thống thường xuyên cập nhật làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai. Một số cán bộ đoàn viên thanh niên chưa tích cực, chưa chủ động, trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế, trang thiết bị như điện thoại thông minh chưa đáp ứng các yêu cầu, kinh phí dành cho chuyển đổi số còn hạn hẹp. Tại hội nghị hôm nay xin trao đổi một số kinh nghiệm như sau. Tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số đoàn viên thanh niên và nhân dân, chủ động tìm tòi cách làm mới, học tập cách làm hay, giao cán bộ đoàn chuyên trách phụ trách về chuyển đổi số, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân làm tốt. Trên đây là bài tham luận của đoàn hội xã Văn Hán về công tác ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn hội trong 6 tháng đầu năm 2023. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công, tốt đẹp.